Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với quý vị và các bạn về cái tính cách của người tuổi Mão, nghĩa là những cái người mà cầm tinh con mèo ấy. Đây là những cái tính cách chung dành cho tất cả những cái người tuổi Mão, dành cho Tân Mão này, Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão. Những cái người mà tuổi Mão là mệnh thủy, mệnh mộc, mệnh hỏa, mệnh thổ, mệnh kim. Đó, nói chung là nó là bao gồm nó là những cái nét chung của những cái người tuổi Mão, bao gồm cả nam cả nữ. Còn nếu mà đi riêng về từng cái tuổi Mão, ví dụ như là tuổi Mão mệnh kim thì là như nào, mệnh thủy, mệnh hỏa, mệnh mộc như nào, hay là Tân Mão như nào, Quý Mão như nào, Ất Mão như nào, Đinh Mão như nào, Kỷ Mão như nào, hoặc là những cái tuổi Mão mà đi theo những cái cung, ví dụ như cung cung Cấn thì như nào, cung cung Càn thì như nào, cung Khảm thì như nào, hay là vân vân. Nếu có thời gian thì mình sẽ làm một cái video nó chi tiết cụ thể theo từng cái tuổi. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Cái người tuổi Mão ấy là tuổi con mèo, cầm tinh con mèo, nó đứng thứ tư trong cái bảng xếp hạng 12 con giáp. Những người tuổi Mão ấy thì là cái hình ảnh, nó là biểu tượng cho những cái người mà thông minh, cho những cái người mà nhanh nhẹn, cho những cái người mà tinh tế. Những cái người tuổi Mão ấy thì thường là những cái người mà nhìn xa trông rộng, là những cái người mà rất là tốt bụng, là những cái người mà luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn sẵn sàng mà giúp đỡ người khác bằng bằng cái tâm của mình, không vụ lợi, rất là nhiệt tình. Những cái người tuổi Mão ấy, thì luôn sẵn sàng giúp đỡ những cái người khác mà đang gặp khó khăn. Nói chung là những cái người tuổi Mão rất là tốt bụng. Những cái người này ấy, thì họ có cái khả năng mà thích nghi, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Họ thích nghi với mọi hoàn cảnh, chịu đựng được những cái áp lực của công việc cũng như là cuộc sống. Cái tháng Mão âm lịch ấy, thì là tháng 2. Cái giờ Mão ấy, thì là từ 5 cho đến 7 giờ sáng, tính theo cái cung giờ là 24 giờ trong ngày ấy. Cái tuổi Mão này ở Trung Quốc hay là ở Hàn Quốc, ở Triều Tiên ấy, thì người ta gọi là tuổi Mão. Còn ở Việt Nam mình ấy, thì người ta gọi là tuổi Mèo. Giờ thì chúng ta đi vào xem cái tính cách của người tuổi Mão. Xem tính cách của họ như thế nào. Cái người mà cầm tinh con mèo ấy, người tuổi Mão ấy, là người rất là tinh nhanh, là người thông minh, là người cực kỳ nhạy bén. Chính vì vậy nên họ luôn đạt được những cái thành công trong những cái lĩnh vực như là toán học này, như là cái lĩnh vực mà kế toán này. Cái người tuổi Mão ấy thì sống rất là tình cảm. Cái người này ấy thì thích yên ổn. Nói chung là những cái người tuổi Mão thì luôn luôn nhạy cảm. Họ ấy là những cái đối tác mà giỏi giang, là những cái đối tác mà khéo léo thông minh. Những cái người tuổi Mão ấy thì là những cái người mà rất là ổn định, làm việc rất là siêng năng. Cái phúc lộc của những cái người tuổi Mão thì không thiếu. Đàn ông mà tuổi Mão thì có phúc phận, phụ nữ mà tuổi Mão thì ăn nói lịch sự, thân thiện dễ gần. Phần nhiều người tuổi Mèo ấy thì đều là ưa thích những cái điều mà huyền diệu, những cái điều mà kỳ lạ, những cái điều kỳ bí. Bởi vì thế khi trong giao tiếp với người đời thì họ có một cái gì cảm giác sờ sợ ấy. Những cái người tuổi Mão ấy thì thường là những cái người rất là giỏi trong cái lĩnh vực yêu đương, nghĩa là trong yêu đương họ là những cái người mà rất là có nghệ thuật. Đôi khi là những cái dòng nước mắt hay là những cái nhìn để mà đong đưa, để mà lôi cuốn đối phương, lôi cuốn những cái người mà khác giới. Nói chung là những cái người tuổi Mão thì họ thích hưởng thụ. Phần lớn ý, thì những cái người cầm tinh con giáp này, nghĩa là cầm tinh cái con mèo ấy, thì là thích sống trong một cái quần thể mà đông vui. Đấy, họ không thích cái sự lẻ loi, không thích cái sự đơn độc. Người tuổi Mão ấy thì có một cái số cá tính chung như sau này. Nghĩa là thường là sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan. Đấy. Cái tính cách thì hơi thất thường. Nói chung là đôi khi là họ hay mâu thuẫn với chính bản thân mình. Một cái nữa là sống lương thiện, nói chung là dễ tha thứ cho người khác. Những cái người tuổi Mão ấy thì có cái tinh lực dồi dào, nói chung là tinh nhanh, lanh lợi. Những cái người này thì hoạt bát, những cái người này thì thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ một cái tuổi nào, sống thân tình với mọi người được.
Những người tuổi Mão thì có cá tính kiên cường bất khuất, nhưng mà cũng hay thích nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Những người tuổi Mão thì có cái tình cảm tế nhị, có cái trực quan mà sinh động và có cái óc mà giàu cái trí tưởng tượng. Giờ thì chúng ta đi vào cái phần mà ưu điểm của người tuổi Mão. Một khi mà cái người tuổi Mão ấy mà đã tập trung vào công việc ấy, thì những cái người này thì sẽ khiến cho mọi người phải kinh ngạc về về họ, về cái sự nhanh nhẹn, về cái sự thông minh, về cái sự tài trí của mình. Những cái người tuổi Mão ấy là những cái người mà làm việc rất là năng suất, rất là hiệu quả hơn người khác. Tuy nhiên họ chỉ thực sự hứng thú với những cái công việc mà mình cảm thấy thoải mái. Họ sẽ hứng thú với những cái công việc mà mình cảm thấy thích, cảm thấy tự do. Nếu quá áp lực thì họ sẽ từ bỏ, họ sẽ nhanh chóng họ bỏ cuộc, họ buông. Thường những cái tuổi này thì có tính cách khá cẩn thận, rộng rãi và nhiều mộng mơ. Nhờ ấy, thông minh lanh lợi nên phúc lộc thì không thiếu. Nói chung là suốt đời thì họ có thể là sống yên ổn. Thường xuyên những cái người tuổi Mão, những cái người mà tuổi Mèo ấy thì phần lớn là những cái người mà có tài đức, là những cái người mà xuất sắc hơn người. Rất nhiều người yêu quý cái người tuổi Mão ấy, bởi vì họ ấy là những cái người mà có cái sự cởi mở, có một cái tốt tính, có những cái rất là tốt bụng. Những cái người tuổi Mão ấy mà khi mà giúp đỡ người khác ấy thì sẽ rất là nhiệt tình và họ không bao giờ tính toán, họ giúp đỡ hết mình, họ giúp đỡ ấy mà không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Những cái người tuổi Mão ấy thì không thích phải đối mặt với những cái nguy hiểm. Họ ấy thì luôn luôn tìm cho mình được những cái sự mà an toàn. Dù ấy, trong bất kỳ một cái tình huống, bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì những cái người tuổi Mão ấy thì sẽ luôn tìm cho mình được những cái an toàn. Những cái người này ấy thì có cái khả năng mà điều khiển cảm xúc của mình. Những cái người này ấy thì sẽ giữ được những cái thái độ mà bình tĩnh, giữ được những cái mà cái thái độ mà hòa hợp. Những cái người tuổi Mão ấy thì thích sống tự do, thích yên bình với những cái người xung quanh. Họ ấy là những cái người mà điềm đạm, họ là những cái người mà dường như là không bao giờ nổi nóng. Những cái người mà tuổi Mão ấy thì thường thường là những cái người mà khá là nhạy cảm. Họ ấy thì dễ bị tổn thương bởi những cái sai lầm của người khác. Những cái người tuổi Mão ấy thì rất là phù hợp trong những cái lĩnh vực như là nghệ thuật. Cái lĩnh vực mà phù hợp nhất với những cái người tuổi Mão thì là những cái lĩnh vực mà về nghệ thuật, là những cái lĩnh vực mà về sáng tạo. Những cái lĩnh vực này thì sẽ giúp cho họ có được những cái thành công cao. Người tuổi Mão đa phần là thành công trong những cái lĩnh vực mà thương trường và quan trường. Họ ấy cũng hay gặp được những cái may mắn trong cuộc đời. Và họ ấy thì cũng có những cái đức tính mà tiến thủ. Những cái người này ấy, những cái người mà cầm tính con mèo ấy thì là những cái người mà biết nắm bắt thời cơ. Và họ ấy có thể là chờ đợi cơ hội, có thể là chờ đợi những cái vận may mà đến với mình để mà vươn lên. Những người tuổi Mão ấy thì họ có cái khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Những cái người tuổi Mão ấy thì họ là những thường là những cái người mà có cái lòng mà tự trọng, có cái tôi khá là lớn. Bất kỳ ai mà xúc phạm tới danh dự của họ ấy thì họ đều coi như là kẻ thù. Họ đều coi những cái người đó như kẻ thù. Họ ấy thì những cái người tuổi Mão thì hài hước. Những cái người này thì luôn tạo ra những cái bầu không khí vui vẻ, những cái sự thoải mái cho những cái người xung quanh. Đôi lúc ấy thì những cái người tuổi Mão ấy thì cũng vô tình tự làm cho mình buồn. Có thể nói những cái người tuổi Mão ấy thì thuộc những cái top của những cái con giáp mà may mắn nhất về những cái đường công danh, về những cái đường sự nghiệp lẫn những cái đường tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn ấy thì cái người tuổi Mão hay gặp được những cái quý nhân, họ hay gặp được những cái người mà giúp đỡ họ. Nói chung là những cái người tuổi Mão thì người ta luôn sống trong một cái cuộc sống mà an nhàn, bình yên. Những cái người này ấy thì thường là những cái người mà có duyên trong những cái lĩnh vực mà kinh doanh, buôn bán. Nếu có sự cố gắng ấy thì họ sẽ đạt được nhiều thành công. Cái nhược điểm của cái người tuổi Mão thì những cái người này thì thường là thích hưởng thụ. Những cái người này không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Họ ấy thì luôn mong muốn mình ý. Họ luôn mong muốn mình và những cái người xung quanh thì luôn được sống trong hòa bình, luôn được sống trong bình an, luôn được sống trong hạnh phúc, không chiến tranh. Nói chung là những cái người tuổi Mão thì tương đối là vô tư. Họ ấy thì không bao giờ muốn mọi người mâu thuẫn với nhau. Đôi khi những cái người này, những cái người sinh năm con mèo, những cái người mà tuổi con mèo ấy thì đôi khi là khá là bảo thủ. Họ ấy thì đôi khi là không bao giờ chịu nghe lời những cái người, không bao giờ chịu nghe theo những cái lời khuyên của những cái người xung quanh. Cái điều đó thì khiến cho họ trở nên tù túng, lười biếng và khiến cho họ có thể là tụt lại cái phía sau.
những cái người tuổi Mão ấy thì cũng cần khắc phục và tu tỉnh những cái nhược điểm của mình trong cái cuộc đời này. Nói chung là chính như thế thì mới mong giành được những cái thành tựu. Họ cần phải khắc phục những cái tư tưởng ngại gian khổ. Họ phải khắc phục, nghĩa là khi mà gặp khó khăn thì những cái người tuổi Mão thì dễ sinh ra là nản chí và dễ sinh ra là bỏ cuộc. Nói chung là những cái người này thì đôi khi là có một cái mà khi mà khó khăn thì họ hay bị sinh ra cái lòng mà trễ nải, sinh ra kiểu nhút nhát, sinh ra kiểu như là thiếu một cái chí hướng lớn. Những cái điều này thì những cái người tuổi Mão thì nên khắc phục. Họ nên xây dựng cho bản thân một cái tư tưởng ổn định, không né tránh hiện thực. Nghĩa là họ thì có một cái là về những cái đối đầu ấy thì thường thường là họ hay bị né ra, họ không thích va chạm. Họ ấy thì nên loại bỏ những cái tư tưởng mà hư vinh, nghĩa là loại bỏ những cái thói quen như kiểu là trong cái cuộc sống mà những cái thói quen hưởng thụ. Họ thì cũng cần phải tránh những cái thói quen mà gặp sao hay vậy, cần phải có chí tiến thủ, nói chung là dám kham khổ để mà nghiên cứu, để mà chuyên sâu một cái vấn đề gì đó. Dám kham khổ để mà nghiên cứu sâu, để mà làm việc tỉ mỉ. Họ thì cũng cần phải khắc phục những cái tính mà chủ quan, những cái tính mà quan liêu, những cái đức tính mà dễ tin người khác. Những cái này thì nó sẽ dẫn đến là hỏng việc, nó sẽ dẫn đến là hại cho bản thân, hại cho chính mình, hại cho cả những cái người xung quanh. Những cái người tuổi Mão thì khá là nhạy cảm, và họ thì thường là những cái người mà rất là dễ xúc động. Họ là những cái người mà có cái nội tâm, có một cái đời sống nội tâm rất là phong phú. Bởi vậy cái người tuổi Mão thì dễ bị tổn thương. Những cái người tuổi Mão thì cũng dễ là tha thứ cho những cái lỗi lầm của mình. Trong một số những cái trường hợp ấy thì họ có những cái phán đoán rất là nhanh chóng, rất là chính xác, như thể là họ có một cái giác quan thứ 6 ấy, như kiểu họ có một cái giác quan mách bảo ấy. Những cái người tuổi Mão thì thường là những cái người mà sinh năm 39 này, sinh năm 51 này, sinh năm 75 này, sinh năm 87 này, sinh năm 99 này. Tuổi Mão mà sinh năm 39 thì là mệnh thổ này, sinh năm 51 thì là mệnh mộc, sinh năm 63 là mệnh kim, sinh năm 75 là mệnh thủy, sinh năm 87 là mệnh hỏa, sinh năm 99 là mệnh thổ. Đó, vừa rồi là một vài cái đặc điểm tính cách chung của những cái người mà cầm tinh con mèo, những cái người mà tuổi Mão. Thì cũng hy vọng rằng cái video này thì sẽ mang lại cho quý vị và các bạn thêm những cái hiểu thêm về tính cách của những cái người mà tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có thời gian thì mình sẽ làm theo từng tuổi. Nghĩa là tuổi Mão, mệnh mộc, mệnh hỏa, mệnh kim, mệnh thủy, mệnh thổ. Những cái người tuổi Mão cung khôn hay là cung cấn hay là cung khảm hay là như nào, thì nam hay nữ là như nào, cuộc đời vận mệnh, tình duyên, sự nghiệp. Thì nếu có thời gian mình sẽ làm thật là chi tiết để cho các bạn tham khảo nó rõ hơn, nó rõ ràng hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Nhớ giữ sức khỏe trong mùa dịch.